Ngủ cùng bà già quỷ. Ngày xưa có một gia đình nông dân nghèo khó. Vì điều kiện thiếu thốn, vợ chồng người nông dân đành quyết định gửi bé trai thứ hai tên Diro lên chùa ở. Xin thầy hãy cho chúng con gửi Diro ở đây tu tập và giúp việc công quả trong chùa. Điều kiện ở đây cũng không sung túc gì, nhưng nếu gia đình cần, nhà chùa sẽ thu nhận cậu bé ở lại đây. Xin cảm ơn thầy. Từ đó, Diro ở lại chùa làm môn sinh. Cậu rất thích cảnh chùa. Công việc của cậu bé chỉ là đi nhặt củi, quét sân hay lau bụi trong thánh thất. Trụ trì rất chú trọng việc dạy học cho Diro, nhưng Diro lại hoàn toàn không thích việc học hành. Diro, con có nghe ta đang giảng hay không? Dạ, thưa thầy, con đang nghe ạ. Con phải nghiêm túc học tập. Kiến thức luôn rất cần thiết cho sự trưởng thành của mỗi con người. Nhưng thầy ơi, con thấy việc học khó quá. Con nghe mà chẳng vào đầu chữ nào cả. Có chí thì nên. Chỉ cần con chịu khó siêng năng thì không việc gì có thể làm khó con được. Thế nhưng, Diro vẫn không chịu nghe theo. Mỗi lúc ngồi học một mình, cậu lại vui vẻ chạy vào rừng. Thích quá! Vào rừng thú vị hơn ngồi học nhiều. Suốt một mùa hè trôi qua, Diro vẫn không thuộc nổi một câu kinh, trụ trì dần mất kiên nhẫn. Diro, con sẽ không trở thành một nhà sư tốt được đâu. Con hãy trở về với gia đình đi con. Thầy đuổi con đi thật sao? Thầy đừng giận con. Con muốn trở thành tu sĩ mà. Ta không giận con, Diro à. Ta cho con 4 cuộn kinh này. Nó sẽ giúp con khi cần thiết. Bây giờ con hãy đi đi. Ba mẹ sẽ nói gì khi biết mình quay về như thế này đây? Ủa, mùi gì mà thơm thế nhỉ? Hình như nó phát ra từ khu rừng. Hương hoa thơm ngào ngạt khiến Diro quên hết muộn phiền. Cậu phấn khích chạy thẳng vào rừng. Đang mãi chơi đùa, trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mọi âm thanh tắt ngấm. Sao trời tối nhanh thế này? Biết đi lối nào ra khỏi khu rừng bây giờ? Hình như phía trước có người. Chào chú tiểu nhỏ. Ta đang định đến chùa nhờ sư trụ trì tụng kinh cho ông chồng quá cố. Nhưng đường xa xa xôi quá, ta sợ không đến kịp. May quá, được gặp cháu ở đây. Cháu có thể đến nhà tụng kinh cho vong linh của ông ấy được không? Đừng từ chối yêu cầu của bà già khốn khổ này nhé. Diro quá mừng rỡ vì không phải ở một mình trong khu rừng tối tăm. Vậy nên dù không biết cầu nguyện, cậu vẫn nhận lời theo bà cụ về nhà. Cảm ơn cháu, chắc chồng ta đã rất mãn nguyện rồi. Trời đã tối rồi, cháu hãy ngủ lại đây. Để ta mời cháu bác cháu yên mạch nha. Dạ, cháu xin ở lại một đêm ạ. Cảm ơn bà. Sau khi ăn no căng bụng, cậu liền lăn ra ngủ ngon lành. À, trời ơi, lẽ nào bà ấy là yêu quái? Cháu đi đâu thế? Cháu cần ra ngoài một lát, cháu mất tiểu. Quanh đây nhiều vực lắm, ta sợ cháu rơi xuống vực thì khổ. Để ta buộc dây vào chân cháu cho khỏi lạc. Đừng đi lâu quá nha. Dạ vâng ạ. Diro nhớ ra những cuộn kinh trụ trì đưa cho. Cậu liền lấy một cuộn ra, buộc vào sợi dây, rồi ba chân bốn cẳng chạy. Cháu vào đây thưa bà. Ồ, nhãi ranh, dám lừa ta. Ta sẽ không để cho mày chạy thoát đâu. Bà già hiện nguyên hình là một con quỷ dạ xoa, khiến Diro vô cùng sợ hãi. Hãy giúp ta! Dạ xoa không chịu thua, bèn cúi xuống uống nước sông. Nước sông nhanh chóng cạn dần. Diro liền ném ra sau cuộn kinh thứ ba. Hãy giúp ta! Dạ, đứng lại! Tên tiểu hòa thượng kia! Chưa thầy! Xin người cứu con với. Chư thầy, chư thầy. Thưa thầy, xin thầy hãy cho con ở lại đây tu luyện. Con hứa từ nay sẽ học tập chăm chỉ. Thôi được, ta sẽ cho con thêm một cơ hội nữa. Kể từ đó,
Diro luôn cần mẫn học tập. Hương thơm ngào ngạt nhất của khu rừng cũng không mảy may lôi cuốn được cậu. Thiên thần học việc. Hoa kia, mau mau hóa thành trái mọng. Ale, hấp, nhanh nhanh biến thành trái mọng nhé ha. Sao lại thành chồi non? Ta đang giúp em thành trái mọng cơ mà. Chồi non kia, mau mau hóa thành trái mọng. Phải là trái mọng đẹp đẽ thế chứ. Có thư đây. Cảm ơn anh bướm, không có gì đâu. Chắc là thư của thiên thần lớn đây. Thiên thần nhỏ thân mến, con đã hết thời gian luyện tập phép thuật để có thể bắt đầu học việc. Hãy mau đến gặp ta. Thân ái, thiên thần lớn. Tuyệt quá, mình đã được học việc rồi. Phải đến chỗ thiên thần lớn ngay thôi. Vết thương kia mau mau đỡ đau. Ale, hấp, con chào người. Sao người không chữa lành cho Hu luôn ạ? Đó là việc nó phải trải qua. Ta chỉ giúp nó bớt đau hơn thôi. Nào, theo ta lên đi. Chim mẹ của hai quả trứng đã lỡ bị mất vì tai nạn lúc săn mồi. Ta muốn con bảo vệ hai quả trứng này đến khi nó trở thành chim. Vâng, con sẽ bảo vệ trứng đến khi nó nở thành chim. Ta tin con sẽ làm được. Thôi, ta phải đi đây. Con chào người ạ. Hai bạn yên tâm, mình sẽ bảo vệ cho hai bạn. Các bạn không vào đây được đâu. Trứng sắp nở rồi ư? Trứng sắp nở rồi, cố lên trứng ơi, cố lên. Quả thực chẳng dễ chút nào, mình phải giúp trứng thôi. Vỏ trứng kia, mau mau nở ra. Ale, hấp. Hoan hô, trứng đã nở. Chim đã chết rồi, trời ơi, ta phải cứu em. Chim non kia, mau mau sống lại. Ale, hấp, chim non kia. Chim non kia, mau mau. Chúng ta không có khả năng biến cái chết thành sự sống. Người ơi, chim non đã chết rồi. Con đã giúp tách vỏ trứng ra, nhưng chim lại chết rồi. Chim non vốn phải đấu tranh mới thoát ra được chiếc vỏ của mình. Và nhờ sự đấu tranh gian khổ, nó mới được phát triển mạnh mẽ để sinh tồn. Con tưởng rằng giúp tách vỏ trứng là giúp cho chim non được thuận lợi hơn. Nhưng như vậy là con đã hủy diệt khả năng phát triển và sinh tồn của nó. Chim non ơi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Con biết lỗi là tốt rồi. Con sẽ bảo vệ cho quả trứng còn lại để chú chim được sinh ra được khỏe mạnh. Con ngoan lắm. Chim non ơi, cố lên, cố lên. Liệu chim có bị chết ngạt không? Phải làm sao bây giờ? Em giỏi lắm chim non ạ, em giỏi lắm. Chim non ơi, em cố lên. Em giỏi lắm chim non ạ. Chim non, mà bước ra khỏi tổ đi nào. Chim non, bay đi, đừng có sợ. Tắc kè mẹ. Hoan hô, anh giỏi quá. Cứ như diễn viên xiếc vậy. Thế đã là gì? Các con ơi, về ăn cơm đi. Út đâu rồi nhỉ? Út ơi, Út. Thôi cứ về đi đã, chắc Út đi chơi đâu đó thôi. Út đâu hả hai đứa? Con cũng không biết mẹ ạ. Em Út ham chơi quá, hai con bảo ban em nhé. Mẹ ơi, con về rồi.
Con đi đâu cả ngày mà không nói với hai anh thế? Con đi chơi ngoài bìa rừng mẹ ơi. Có nhiều cái hay lắm mẹ nhé. Con gặp bao nhiêu bạn mới. Trời, sao em dám đi một mình ra ngoài bìa rừng? Đúng đấy, liều lĩnh quá. Em lớn rồi, em có thể xử lý mọi việc. Em lớn rồi, thế em có biết đu dây leo không? Có biết lộn nhào không? Đu dây leo thì làm gì? Lộn nhào có gì mà giỏi? Em chẳng cần. Cần đấy con à, nhất là trong những tình huống nguy hiểm, để chạy thoát khỏi kẻ thù. Nhưng vẫn chưa quan trọng bằng kỹ năng đổi màu đâu. Đổi màu là gì hả mẹ? Họ tắc kè hoa nhà ta bẩm sinh đã có một khả năng rất đặc biệt. Đó là biến đổi màu. Những người thuần thục chỉ cần nháy mắt là đổi màu được ngay. Để được như thế, phải tập luyện chăm chỉ để ứng phó thật nhanh. Mẹ, mẹ ơi, có mẹ rồi mà, sao phải học nhiều thế ạ? À? Mẹ ngày càng có tuổi, hơn nữa các con cũng lớn rồi, phải học cách tự bảo vệ mình. Mẹ không thể ở bên cạnh các con mãi được. Mẹ yên tâm, chúng con lớn rồi, chúng con sẽ chăm chỉ luyện tập để bảo vệ mẹ. Thôi, chúng ta ăn đi đã. Sáng mai mẹ sẽ dạy ba anh em đổi màu nhé. Trong rừng, nơi dễ trú ngụ và lẩn trốn nhất là gì nào? Là các hốc cây ạ. À, không phải cây nào cũng có hốc đúng không? À, con nghĩ ra rồi, là hang đá phải không mẹ? Cũng không phải. Út có ý kiến gì không? Dạ, con chẳng thấy con kiến nào bò qua đây mẹ ạ. À, Út ơi là Út, tập trung vào chứ. Trong rừng, những thứ có nhiều nhất chính là cỏ, cây, hoa, lá, đá rêu. Màu sắc phong phú, lại ở sát cạnh nhau, nên kẻ thù rất dễ bị đánh lừa. Ra là thế. Giờ các con hãy nhìn mẹ biến màu xem thế nào nhé. Trời ơi, mẹ biến mất rồi. Mấy đứa có nhận ra mẹ không? Không ạ, mẹ giỏi thật. Trời ơi, trông mẹ như một bông hoa thật vậy. Wow, tuyệt quá mẹ ơi. Hả? Chuyện gì thế các anh? Mẹ, mẹ đâu rồi ạ? Mẹ đây Út, con phải chú ý vào, chăm chỉ luyện tập cùng các anh nhé. Mẹ đi kiếm chút thức ăn, ba anh em tự tập nhé. Lát về mẹ sẽ có thưởng. Vâng ạ. Giờ giả vờ có kẻ thù, anh đếm 1, 2, 3, tất cả chạy trốn nhé. Nhất trí, em chẳng tập đâu, chán chết, em đi chơi đây. Này Út, không học bài à? Thôi, anh em mình tập với nhau vậy. Tuyệt quá, chúng ta làm được rồi. Chẳng hiểu sao hai anh ấy lại thích thú với màn đổi màu thế. Chẳng có gì hay cả, mình phải là mình chứ, sao phải biến thành cái khác. Chú tắc kè non tơ, mi không thoát được đâu. Có trăng đằng sau. Mẹ ơi, cứu con. Út ơi, đổi màu đi con. Mẹ ơi, con không đổi được. Hừ, tức thật, miếng ngon đến miệng mà còn để mất. Mẹ dậy đi. Sao người mẹ chảy nhiều máu thế này? Mẹ ơi, đừng làm con sợ. Út có sao không? Bên dưới là bụi gai, con cẩn thận nhé. Con biết lỗi rồi ạ. Con hứa sẽ chăm chỉ luyện tập để tự vệ. Ba anh em con sẽ bảo vệ mẹ. Con của mẹ giỏi lắm. Một góc rừng. Tìm mãi chẳng được quả chín nào cả. Cũng tại khu rừng ngày càng đông đúc, cứ thế này thì càng ngày càng khan hiếm cho mà xem. Ây, chán thiệt. Có vua sư tử uy nghiêm cai quản cả vùng này, chúng ta mới được yên ổn. Phải đấy,
ngài thật oai hùng, làm khiếp vía bọn hổ báo bốn phương. Thế nên chúng ta sống dưới vùng cai quản của vua sư tử thì cũng phải chiều lòng ngài ấy. Chiều lòng ngài ấy là sao? Chúng ta có ai không khiêm nhường, cúi mình trước vua sư tử oai phong? Như thế chưa đủ đâu, tôi thi thoảng có theo hầu ngài, biết được ngài rất thích yên tĩnh nghỉ ngơi, mà gốc rừng này chính là nơi ngài thích nhất. Ý của khỉ là... Phải, ngài muốn yên tĩnh thì chúng ta phải biết điều, không nên làm phiền vua sư tử nghỉ ngơi, phải tránh xa gốc rừng này. Nhưng gốc rừng này là nơi tốt nhất của khu rừng rồi, hoa tươi quả ngọt, cây cỏ xanh tốt. Việc kiếm ăn hàng ngày càng khó khăn, lại không được đến đây nữa thì tiếc lắm. Thế các người muốn sống yên ổn hay là muốn tan xác hết cả lũ đây? Tôi chỉ nói thế thôi mà. Nhưng mà vua sư tử hạ lệnh như vậy à? Phải, vua sư tử bảo muốn yên thân thì phải biết điều. Thôi, thế thì tôi đi vậy. Tôi cũng đi. Chúng ta rời khỏi đây vậy. Mỗi ngày các loài tụ tập đông đúc lắm cơ mà. Còn gia cái sang hai bên cho ta đi. Sao hôm nay lại vắng vẻ thế này? Chào vua sư tử, ngài đi dạo đấy ạ. Khỉ quan, người có biết tại sao dạo gần đây khu này vốn đông đúc để trở nên vắng vẻ thế này không? Dạ bẩm, ngài không biết đấy thôi. Ở bìa rừng bên kia mới xuất hiện một vị chúa sơn lâm mới. Các loài vật đều tự về đó sống hết cả. Nghe nói vị chúa sơn lâm đó rất dũng mãnh, oai vệ, có thể bảo vệ được cho muôn loài. Lại có chuyện đó nữa sao? Kẻ nào dám mạnh hơn ta, dám cướp cả lãnh thổ và thần dân của ta chứ? Ta phải gặp nó chiến đấu một trận. Góc rừng tươi tốt này giờ là của một mình ta, ta tha hồ hưởng thụ. Trời ơi, cái hố cao thế này, mình làm sao nhảy lên được đây? Có ai không? Cứu, cứu tôi với! Cứu tôi với, có ai không? Chuyện của thỏ con. Mùa thu đã qua, mùa đông đang tới. Bây giờ sắp đến vụ rau mùa đông rồi. Các con đã lớn, mẹ sẽ dạy các con cách trồng cà rốt. Vâng ạ, chúng con thật lắm. Để có cà rốt ngon, các con phải biết cách trồng và chăm sóc. Trước hết, các con phải làm đất rồi mới gieo hạt. Buồn ngủ quá đi thôi. Mẹ giảng toàn những điều mình biết rồi. Rốt cuộc cũng chỉ là bới đất, gieo hạt rồi lấp đất lại thôi mà. Ước gì mình được đi chơi bây giờ nhỉ? Bây giờ mẹ giao cho mỗi con một túi hạt giống. Các con tự trồng một luống rau nho nhỏ của mình nhé. Mẹ sẽ chỉ quan tâm đến kết quả thôi. Vâng ạ. À, sắp được trồng cà rốt rồi. Miễn cứ gieo hạt xuống là được. Sao phải đập đất làm gì? Thank you.
các con có thấy thỏ út đâu không? Thưa mẹ, em ấy vẫn ở ngoài vườn rau. Thưa mẹ, lúc chúng con thu hoạch xong thì em ấy mới tới. Ừ, mẹ biết rồi. Các con cứ vào nhà đi. Mẹ ra vườn rau xem thế nào. Vâng ạ. Trời ơi, sao cà rốt của mình lại thế này? Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không chú ý nghe lời mẹ dạy. Rồi lại còn không để tâm trồng cà rốt, nên kết quả mới thế này. Mẹ biết rồi. Mẹ đã biết kết quả từ trước. Có làm thì mới có ăn con à. Kết quả không tốt ngày hôm nay là vì con lơ đễnh, ham chơi và chưa nhận thức được tầm quan trọng của sự lao động nghiêm túc. Con biết lỗi rồi, con xấu hổ quá. Biết lỗi là tốt, dù sao các con cũng chỉ đang tập làm vườn thôi mà. Hy vọng từ vụ sau cà rốt của con sẽ tốt hơn. Con hứa với mẹ, lần sau con sẽ không ham chơi, sẽ làm việc thật chăm chỉ và nghiêm túc. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.